Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 109. Chuyện bánh bột trấu đỏ. Tiền thân Kundakabhuva, người ta ăn thứ gì? Câu chuyện này khi trú ở xá vệ, bậc đạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở xá vệ, khi thì chỉ một gia đình cúng dường chúng tăng với Đức Phật là vị cầm đầu, khi thì ba bốn gia đình hợp lại, khi thì hội chúng, khi thì cả một khu phố chung lại, khi thì cả thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng nay là cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với cháo và bánh. Lúc bấy giờ có một người rất nghèo khổ làm thuê cho các người khác, cũng ở trong con đường ấy, tự nghĩ: ta không thể cúng dường cháo, ta cúng dường bánh vậy. Anh ta cào lấy bột đỏ của vỏ trấu mềm, nhào với nước, gói bánh ấy trong ngọn lá bạch di, rồi nướng bánh trong than đỏ, với ý định đem cúng dường Đức Phật. Anh ta cầm bánh ấy đi đến đứng trước mặt Đức Phật. Khi mới nghe nói hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người và bỏ các bánh trong bát bậc đạo sư. Bậc đạo sư không nhận lấy bánh của những người khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy toàn thành đều đồn gian: bậc chánh đẳng giác không khinh chê bánh làm bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ và đã ăn bánh ấy. Khi ấy từ vua, đại thần, dân dân cho đến các người gác cửa, tất cả đều hội họp lại đánh lễ bậc đạo sư, rồi đi đến người nghèo khổ ấy và nói: hãy lấy đồ ăn, hãy lấy 200, hãy lấy 500 đồng tiền, nhưng cho chúng tôi công đức cúng dường bánh ấy. Người nghèo khổ nghĩ: ta phải hỏi bậc đạo sư rồi ta mới quyết định. Anh ta đi đến bậc đạo sư và thưa lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: hãy lấy tài sản họ cho, nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng sanh. Anh ta bắt đầu nhận tiền. Một số người cho gấp 2, gấp 4, gấp 8 kẻ khác, vân vân. Như vậy, cho đến khi anh ta nhận được 900.000 tiền vàng. Bậc đạo sư nói lời tùy hỷ rồi đi về tinh xá. Sau khi nói lên những công việc phải làm và khuyến giáo lời tốt lành cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào hương phòng. Vào buổi chiều, vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho bạc cho vua. Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau: này các hiền giả, bậc đạo sư đã ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ như ăn món bất tử. Nhờ vậy, người nghèo khổ được nhiều tiền và được địa vị làm quan giữ kho bạc, được nhiều phước lộc lớn lao. Bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận vấn đề gì. Được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới không khinh chê và ăn bánh là bằng bột trấu đỏ của người ấy. Thuở trước, khi làm thần cây, ta cũng đã ăn như vậy rồi. Và cũng nhờ ta mà kẻ ấy được chức vụ làm quan giữ kho bạc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm vị thần cây trên cây dầu đu đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng ấy tin tưởng sức mạnh thiêng liêng của các vị thần. Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần cây. Có một người nghèo khổ thấy các người ấy sửa soạn cúng dường các thần cây, cũng sắp đặt cúng dường thần cây dầu đu đủ. Các người ấy đi đến mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món bánh, vân vân. Còn anh ta chỉ đem theo bánh làm bằng bột trấu đỏ và nước đựng trong cái gáo dừa. Anh ta đi đến đứng xa cây dầu đu đủ và nghĩ: các vị thần ăn các bánh chư thiên, thần của ta sẽ không ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ này. Sao ta làm phí mất các bánh này? Ta hãy ăn nó đi. Nghĩ vậy, anh ta quay trở về. Bồ Tát đứng trên nhánh chĩa ba của cây nói lớn: này ông bạn tốt ơi, nếu bạn là người có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon bánh ngọt. Nhưng bạn nghèo khổ, nếu ta không ăn bánh là bằng bột trấu đỏ thì ta sẽ ăn cái gì khác được? Chớ làm mất phần của ta. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ: người cúng ăn thứ gì, thần cũng ăn thứ ấy. Đem lại bánh bột trấu, chớ làm mất phần ta. Anh ta quay trở lại, nhìn thấy Bồ Tát rồi dâng vật cúng. Bồ Tát ăn chất dinh dưỡng từ bánh ấy, rồi nói với anh ta: này bạn, vì mục đích gì bạn cúng dường ta? Thưa ngài, tôi là người nghèo khổ, tôi cúng dường với mục đích nhờ ngài giúp tôi thoát cảnh nghèo khổ này. Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa,
bạn đã cúng dường cho một vị thần biết ơn nghĩa và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiều ghe chứa châu báu được chôn chung quanh cây dầu đu đủ này. Chúng được xếp hàng, cổ ghe này chạm cổ ghe khác. Hãy báo cho vua biết, dùng cổ xe chở tài sản chất đóng tại sân chầu vua. Vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho. Sau khi nói xong, Bồ Tát biến mất. Anh ta làm như Bồ Tát dặn và được vua ban cho chức quan giữ kho bạc. Như vậy, nhờ Bồ Tát, anh ta đạt được nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau: kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thần cái dầu đu đủ là ta vậy. Ha ha ha,